Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Thủ tướng, năm 2025 là năm bứt phá, về đích. Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân khoảng 7,5-8,5% một năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt 7.400-7.600 USD. Sáng 20 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự hội nghị toàn quốc để quán triệt và triển khai nghị quyết hội nghị Trung ương 10, khóa 13. Tại đây, ông đã trình bày về những điểm mới trong dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề cập đến phương hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch ngân sách năm 2024-2025. Hội nghị còn thảo luận về các chủ trương đầu tư quan trọng như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Tăng trưởng năm 2024 dự kiến vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Người đứng đầu chính phủ điểm lại một số kết quả nổi bật như kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng GDP cả năm ước đạt khoảng 7%, phấn đấu trên 7%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra 6-6,5% thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 4-4,5%, trong khi vẫn thực hiện tăng lương và tăng giá một số mặt hàng do nhà nước quản lý, thu ngân sách nhà nước vượt trên 10% dự toán, bộ chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài trong giới hạn quy định. An ninh năng lượng, an ninh lương thực, cân đối cung cầu lao động được bảo đảm, phát triển kết cấu hạ tầng có bước đột phá rõ nét, đã hoàn thành đưa vào khai thác 2021 km đường bộ cao tốc và đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Bình – Hưng Yên. Chú trọng phát triển nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Quy mô kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 500 tỷ USD. Thủ tướng cho biết, trên cơ sở kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ước thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025, dự kiến kết quả đánh giá 5 năm 2021-2025 thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 như sau. Tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt khoảng 6% một năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. GDP bình quân đầu người tăng từ 3.720 USD năm 2021 lên khoảng 4.900 USD năm 2025, tăng 31,7%. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD xếp thứ 37 trên thế giới năm 2020 lên 433 tỷ USD xếp thứ 34 thế giới năm 2023 theo số liệu cập nhật mới nhất của Ngân hàng Thế giới và dự kiến khoảng 500 tỷ USD năm 2025, tăng 1,45 lần so với năm 2020 xếp thứ 33 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN. Thực hiện 3 đột phá chiến lược đạt kết quả tích cực, nhất là về xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong đó, đến cuối năm 2025, cả nước sẽ có hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, mục tiêu đề ra, và tiếp tục triển khai nhiều dự án trong giai đoạn 2026-2030. Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật được chỉ đạo quyết liệt với tinh thần cải cách, đổi mới, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện, hỗ trợ trên 68 triệu lượt người lao động và 1,41 triệu lượt người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí gần 120.000 tỷ đồng. Phát động quỹ vaccine đã huy động được hàng chục nghìn tỷ đồng để tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân. Đánh giá chung 5 năm 2021-2025, chúng ta đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, khá toàn diện, cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu và nước ta vượt qua nước thu nhập trung bình thấp, chỉ số phát triển con người được cải thiện, chỉ số hạnh phúc năm 2024 theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc tăng 11 bậc so với năm 2023, xếp thứ 54 trên 143 quốc gia, vùng lãnh thổ, tạo nền tảng cho giai đoạn sau phát triển cao hơn, góp phần chứng minh nhận định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, Thủ tướng phát biểu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.